Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với video của Huấn Audio. Trong video ngày hôm nay, bên em giới thiệu dòng đẩy BVK có model là D2800 như anh em đang theo dõi trước màn hình đây. Với dòng đẩy 2 kênh cho công suất đánh ra loa là 800W một kênh ở 8 ohm và nó sở hữu 36 sò NJ và chạy 8 con tụ lọc, một cái khối nguồn khá lớn, anh em quan sát trước màn hình đây. Và bây giờ thì em sẽ đi chi tiết cái bên trong để anh em mình cùng xem, và mời anh em mình cùng tiến lại gần cái khoang máy của cái đẩy này. Em sẽ cho cái máy quay lại gần cho anh em mình theo dõi cho nó tiện. Đó, anh em xem một cái khối nguồn nhá, một cái khối nguồn vuông ở nguồn xuyến xấp xỉ 20 cm, anh em xấp xỉ 20 cm trong cái khối nguồn này, chất lượng đúng không ạ? Và mỗi vế là tao dùng được 18 con sò, anh em nhìn đây, 2, 4, 6, 8, 9, 9 con này tương ứng với 9 con trở sứ ở dưới, 9, 18, 2 vế là đi 36 con. Và đây là chạy sò NJ anh em nhá, chạy sò NJ nhá, chạy sò NJ. Và ta có tụ nọc ở đây, sẽ có tụ nọc tất cả ở đây là 2, 4, 6, 8 con. 8 con này là 18.000 UF anh em nhá, 18.000 UF. Hàng chất lượng không ạ? Và sở hữu tới 4 cọp gió, 2 hút 2 đẩy để cho cái quá trình làm việc của nó hiệu quả nhất. Đối với cái đẩy này, trọng lượng của máy không như em cân là 23 kg, và khi mình cả hộp cả vỏ là 24 kg. Đó, 24 kg cả hộp và cái nỉ ở bên trong nữa. Và một cái điều khá ấn tượng của cái con đẩy dọc dòng BVK là cái dây nguồn rất là to, anh em, rất là to, dây nguồn rất là to, rất là ấn tượng với dòng dây nguồn của đẩy BVK. Và về đằng sau thì sẽ quay cho anh em mình xem đằng sau có một chút đằng sau này, để anh em mình có vào việc khi nào mình cũng quan tâm đến đánh parai thì đây nó có các chức năng thông thường. Anh em mình gạt xích te ở giữa này đúng không ạ? Khi các bác nào muốn đánh dồn công suất chập parai, anh em gạt sang bên parai. Và anh em nhìn có ký hiệu ở bên cạnh cái nút nguồn, cái nút rắc đấu ra loa này, thì cái bên phải anh em đấu ra dương và bên trái đấu ra âm, để dồn nó lại từ 1800 thì dồn thành 1600 để anh em có làm cái súp cho nó khỏe. Còn các tín hiệu đấu con đẩy này thì nó khá dễ rồi, không có gì mà nói cả. Rắc new trick rồi để ra loa, và đây là rắc canon. Canon mình cắm vào từ vang xuống khá dễ rồi, không có gì mà để thắc mắc cái cách đấu của con đẩy này. Đẩy hàng chất lượng như này nhá, đang có giá hiện tại ở bên em là 5 triệu một cái tại cửa hàng, và anh em bao ship toàn quốc với giá là 5 triệu 2. Anh em mua thì xin vui lòng là mình cọc cái tiền ship là 200.000 đồng, và hàng sẽ cam kết như hình anh em đang theo dõi đây. Còn khi anh em về mua về thì do bên em đã niêm phong đóng tem thì anh em muốn tháo ra thì cũng được, nhưng anh em vui lòng là bị mất cái chế độ bảo hành đó. Còn cam kết anh em nếu không phải như cái hình ảnh đây thì anh em sẽ được đền một gấp đôi đó, cam kết anh em rồi đó. Để được tư vấn và mua sản phẩm này, anh em gọi điện trực tiếp cho bên em qua số máy 0904612323, và anh em hãy đăng ký kênh để nhận được những sản phẩm mới nhất của bên em. Và cảm ơn anh em đã theo dõi video này.